Xin kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị, lưỡi áp cao lục địa bao phủ trên khu vực vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông đang trong quá trình suy yếu, gây ra trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên những khu vực này. Trên khu vực vùng biển phía Bắc, mây màn mỏng vẫn phát triển gây mưa phùn trên diện rộng, tiết trời rét còn có khả năng kéo dài. Trong khi đó thì ở vùng biển miền Trung trở vào, trời ấm hơn, thuận lợi cho khai thác và đánh bắt. Dự báo bộ phận không khí lạnh tiếp tục suy yếu trong 24 giờ tới, khu vực vùng biển phía Bắc của Biển Đông còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao nên trời còn lạnh. Sau đó khoảng chiều tối và đêm ngày 1 tháng 12, không khí lạnh sẽ được tăng cường trở lại và còn được tăng cường thêm vào chiều tối và đêm ngày 3 tháng 12 và ngày 5 tháng 12. Vùng biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên với trường gió Đông Bắc đến Đông chủ yếu có cường độ trung bình. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, chủ yếu là dạng mây màn hoạt động, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Trong thời gian này, thì bà con ngư dân khai thác nghề lưới kéo đáy sẽ cho sản lượng khai thác cao ở các ngư trường vịnh Bắc Bộ. Tại vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, tại đây có dạng mây màn gây mưa trên diện rộng, mưa phùn rải rác và có nơi có dông, với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động khai thác và đánh bắt. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, khu vực vùng biển miền Trung, thời tiết ổn định, có mưa rào ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 4, biển ổn định, thuận lợi cho tàu thuyền hoạt động, kể cả các loại tàu thuyền chuyên vận chuyển hàng hóa ra đảo Cồn Cỏ. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, tiết trời có mưa rông ở một vài nơi với tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, biển bình thường, thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, thời tiết có mưa rào rải rác và có nơi có dông với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5. Mặc dù còn có mưa dông nhưng tàu thuyền vẫn có thể khai thác và đánh bắt bình thường. Bên cạnh đó thì các tàu du lịch ra Côn Đảo cũng hoạt động ổn định. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4. Tại vùng biển vịnh Thái Lan, mây dông vẫn còn liên tục phát triển trên diện rộng, do vậy mà trong ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Do thời tiết xấu kéo dài nên không thuận lợi cho việc di chuyển và đánh bắt của tàu thuyền, ngư dân cần hết sức lưu ý. Tại khu vực phía Bắc của Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, tại đây có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, biển bình thường, thuận lợi cho tàu thuyền di chuyển và đánh bắt. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Tại khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, tại đây có mưa dông tập trung nhiều ở 8 độ Vĩ Bắc trở xuống, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, với tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc mạnh cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Thưa quý vị, như vậy là hiện nay thời tiết trên hầu khắp các vùng biển đều thuận lợi cho tàu thuyền ra khơi và đánh bắt. Tuy nhiên, để việc đánh bắt trên biển được an toàn và hiệu quả thì bà con ngư dân cần chú trọng đến việc trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn như bộ đàm, đèn báo hiệu, la bàn, cờ hiệu, định vị hay hải đồ cho người và tàu để phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Trong điều kiện thời tiết bình thường thì các tàu cũng phải duy trì chế độ trực canh tự động 24 trên 24 giờ trong ngày. Trường hợp tàu cá của ngư dân hoặc các tàu khác trong tổ đánh bắt bị tai nạn cần sự giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn thì ngư dân trên tàu phải kịp thời thông báo cho các tàu cá nơi gần nhất và đồng thời thông báo cho hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam trên tần số 7903MHz hoặc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trên tần số sóng 9339MHz, sóng đêm là 6973KHz. Về vị trí tàu cá của mình đang hoạt động và có biện pháp ứng phó kịp thời. Đối với trường hợp phát hiện tàu cá khác bị nạn, phải đưa tàu đến hỗ trợ ứng cứu kịp thời và nhanh chóng thông báo cho các tàu cá, các đài thuộc hệ thống Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam hoặc các đài thuộc Bộ đội Biên phòng nơi gần nhất biết để cùng hỗ trợ và phải chấp hành sự chỉ đạo điều động của cơ quan đơn vị có thẩm quyền về tìm kiếm cứu nạn trên biển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.